Hello, chào các bạn ha. Nếu các bạn học cái khóa liên quan đến Power Automate của mình á thì các bạn sẽ học được gì ha? Thì việc đầu tiên các bạn sẽ học, thứ nhất là sẽ gửi một cái email ha. Email hay email. Trigger email ha. Đó, send email ha. Rồi, cái thứ hai các bạn sẽ học liên quan đến gì? Trigger tiếp ha, và sau đó các bạn sẽ có cái ngày hiện tại này, rồi gửi một cái câu nhắn ở qua Slack ha. Slack à, thì cái này dùng để làm gì? Dùng chủ yếu là chúng ta sẽ test xem cái luồng của chúng ta đi có đúng không, đưa cái dữ liệu qua cái này được không ha, ok không? Rồi tiếp tục, sau khi học cái đó xong thì chúng ta sẽ qua một luồng tiếp theo. Luồng tiếp theo này là đến chương này, 3.1 demo này nọ này, được chưa? Đó thì sẽ có một cái luồng như thế này, được chưa? Rồi tiếp tục, tiếp theo các bạn sẽ học liên quan đến là gì? Luồng ví dụ như là Slack xong ha, rồi thêm dữ liệu vào SharePoint này, được chưa? SharePoint này, rồi là đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu này, resend list này, đó, đọc dữ liệu ha. Rồi chúng ta cũng hiểu là nếu mà bị lỗi thì chắc lỗi ra sao dựa trên cái này này, và cách fix lỗi như thế nào này, được chưa? Rồi ngoài ra các bạn sẽ học về for each, đúng rồi, for each này, rồi là gửi email này, rồi for là gì ha. Rồi ngoài ra thì các bạn sẽ làm được một cái file liên quan đến cái này này. Đây, đây ví dụ như mình chạy cái luồng này nha, cho các bạn xem demo này, test này, đó, auto này. Chưa? Thì cái khóa này là dùng để cho các bạn hiểu về cơ bản ha. Thì cơ bản xong thì mới có cơ hội để mà làm những cái khóa nâng cao tiếp theo ha. Đó, thì nó đang chạy này, vòng for nó đang chạy này, nó lấy từ đây này. Đó, dữ liệu này thì các học bạn sẽ học được cái JSON là gì luôn. Đó, ok không? JSON là gì luôn, được chưa? Rồi copy file như thế nào, bị lỗi như thế này này là do cái file nó bị tồn tại này ha, là nó đã có sẵn bên trong này rồi thì nó sẽ báo. Thì giờ làm sao để mà copy những cái status này này, nó sẽ báo email về cho chúng ta này. Đó, đơn giản là vậy này. Thì nó sẽ chia ra hai luồng. Luồng thứ nhất nếu cái này fail ha, status fail này, thì chúng ta lấy cái dữ liệu này này gửi qua lại cho chúng ta qua email, nói là luồng này bị lỗi, lỗi gì, lỗi copy file tồn tại rồi, ví dụ vậy ha. Đó là cách làm của chúng ta, ví dụ vậy ha. Thì nếu các bạn mà đi sâu vào những cái khóa mà dự án thực tế của mình á thì các bạn sẽ hiểu được vấn đề là sử dụng Automate làm sao cho nó hiệu quả nhất ha. Nhưng trước khi mà để làm cho nó hiệu quả thì cần phải hiểu basic này, sử dụng những cái đơn giản nhất ở trong Automate ha, cho công việc của mình trước, ví dụ vậy ha, ok ha. Rồi cũng phải hiểu được là JSON là gì này, ví dụ như là đọc cái này này, các bạn thấy ha, một cái luồng như thế này này, thì các bạn sẽ thấy một điều á, là đọc cái file này lên như thế nào này, rồi filter cái file này như thế nào này, phải sử dụng mấy cái này sử dụng được này, rồi mới cho for each ra này, được chưa? Cho for each ra, được không? Đó thì những cái đó chúng ta cần phải học và làm thực hành thật nhiều thì mới có cơ hội để học nâng cao lên. Chứ còn nếu mà đi tắt đón đầu rồi học mà không có chịu kiểu nghiên cứu á, mà chưa có bay đúng không? Với lại nóng vội là coi như là các bạn sẽ đít liền ha. Đó thì cái này mình để ở trên trang haibum.com.vn ha, phần tin học văn phòng này, ở đây nó đã có khóa Power App rồi này. Thì các bạn có thể là tiếp tục học cái khóa Automate ha. Rồi sau khi mà học hai khóa này thì sẽ làm cái khóa thực hành với mình ha. Thì cái khóa thực hành là mình sắp triển khai cho các bạn luôn rồi nha. Rồi nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ cũng như vào đăng ký khóa học của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.